Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự khác. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành, thành viên ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các phòng chuyên môn Công an tỉnh. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Ban chỉ đạo cho thấy, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ cháy, làm chết một người, không có người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền là 733 triệu đồng và 7,5 hecta rừng. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xuất 68 lượt xe, 331 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu được 30 triệu đồng tiền mặt và 10 cây vàng. So với năm 2022, số vụ cháy tăng 2 vụ, số người chết, người bị thương không tăng không giảm, thiệt hại tài sản giảm 5,230 tỷ đồng. Đánh giá chung cho thấy, nguyên nhân chính do sở xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và chập điện. Cũng trong năm 2023, thực hiện chỉ thị 01, tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường phát gần 14.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kết hợp tổ chức 25 buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 6.364 người tham gia. 18 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở với 3.332 người tham gia. Song song đó, trên địa bàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn được 1.377 đội dân phòng, trên 20.500 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, ba đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tự quản, hai đội phòng cháy chữa cháy bán chuyên trách, góp phần xử lý kịp thời các tình huống cháy ngay từ thời điểm ban đầu. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 619 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 253 điểm chữa cháy công cộng được xây dựng và nhân rộng. 12 trên 12 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng. Vận động 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ hai. Ngoài ra, qua kiểm tra, thanh tra gần 12.000 cơ sở, lực lượng chức năng đã xử phạt 454 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là gần 2 tỷ đồng. Trong năm 2024, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương của Đảng, nhà nước, Bộ Công an trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời chỉ đạo đưa ra các giải pháp thực hiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, vận động người dân để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường hướng dẫn kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, các cơ sở tập trung đông người, cơ sở nguy hiểm cháy nổ, chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đáng sắp tới. Nâng cao công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích đã đạt được trong thời gian qua Tuy vậy, trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy hiệu quả chưa cao. Các điều kiện nguyên nhân tiềm ẩn để xảy ra cháy còn cao ở khu đô thị, chợ, trung tâm thương mại, cháy rừng vào các dịp lễ Tết, mùa hành khô. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của chỉ thị số 01, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy và thẩm định thiết kế cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng khắc phục đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh lâm đồng theo lộ trình giai đoạn cụ thể lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy đảm bảo số lượng khoảng cách theo quy định lồng ghép kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào chương trình giảng dạy hoạt động ngoại khóa trải nghiệm trong các cơ sở giáo dục và đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên phù hợp với lứa tuổi tham mưu các giải pháp trước mắt để giảm thiểu nguy hiểm cháy nổ liên quan đến hệ thống thiết bị điện. Đảm bảo 100% đối tượng nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ, tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các chủ chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, các giải pháp trước mắt để tổ chức khắc phục, đồng thời yêu cầu ký cam kết khắc phục các vi phạm tồn tại hạn chế với thời hạn hoàn thành cụ thể.